Hello, xin kính chào tất cả cô chú anh chị lại quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota. Cô chú anh chị ơi, và trước màn hình cô chú anh chị đây là mẫu xe Innova 2018 đi 71.000 cây. Mẫu xe 2018 này đã được lên 7 túi khí quý vị ạ. Xe 2018 đi đầu 2018 nó sẽ là còn 3 túi khí nha, xe này 7 túi khí. Hai chế độ lái Eco Mode và Power Mode. Xe này mang biển số thành phố Hồ Chí Minh đi 71.000 cây. Sản xuất vào năm 2018, phụ kiện thì đã có phim cách nhiệt nè, đầu DVD, ghế da chằng 5D. Thì vẫn như thường lệ thì Thái Học sẽ mời cô chú anh chị cùng học đánh giá một vòng xe, kiểm tra về độ lệch màu của nước sơn nè. Màu trắng rất là dễ bị lệch màu. Và chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá những cái ngoại thất, đèn ga lăng, đèn báo rẽ, vỏ xe, mâm xe coi nó có chạy xước hay là nó bị cong vênh gì không quý vị. Còn tuy nhiên thì những cái dòng xe mà Toyota Tân Cảng đã bán cho cô chú anh chị rồi, quý vị hãy an tâm vì đây là xe chính hãng, xe Toyota đã qua sử dụng, được Toyota Tân Cảng là một đại lý lớn nhất Đông Nam Á chào bán và có giấy chứng nhận của cô chú anh chị, không đâm đụng nè, không tua km, động cơ và hộp số phải còn nguyên zin cho cô chú anh chị nha. Đó, thì chúng ta vẫn như thường lệ thì cô chú anh chị khi học đứng ở góc này nè, cô chú anh chị nhìn cái vè nè, vè trước nè, cửa trước nè, cửa sau nè, vè sau, ba đờ sóc sau đó, thì những cái này nó coi có nó có bị lệch màu hay không. Và đồng thời thì học sẽ lia máy ở nhiều góc độ, quý vị nhìn nè. Đó, những cái đường dập nổi đây quý vị, bắt đầu từ ở đây nè, nó cũng có một cái đường dập nổi quý vị. Quý vị hãy để ý nhầm khi mà học và dè ra xa, quý vị nhìn nè, ở đây nó đường dập nổi nó chạy dài tới phía trước luôn. Ở đây nó cũng là một cái đường dập nổi nè. Chúng ta nhìn những cái đường dập nổi đó, chúng ta sẽ đánh giá được cái độ bóng của nước sơn là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là cái độ cong vên của cái phần ton cửa, ton vè. Đó vậy, khi mà học lia máy nè, quý vị nhìn thấy những cái độ không? Xe màu trắng rất dễ bị lệch màu nha quý vị. Và một trong những chiếc xe học ăn ý nhất là hiện tại á, thì chiếc xe Innova 2018 này trông rất là mới quý vị. Đó, mình đi một vòng xong rồi chúng ta sẽ cùng đánh giá chi tiết lại cái phần đèn pha nè, rồi phần mâm nè. Đó, xe rất đẹp quý vị. Xe này còn hỗ trợ trả góp cho cô chú anh chị tới 65%, xe 2018 thì còn hỗ trợ khoảng 3 đến 4 năm. Ở tùy theo trường hợp của những khách hàng khác nhau thì ngân hàng sẽ cho vay khác nhau quý vị ạ. Rất đẹp nha quý vị. 2018 chiếc xe này phải gọi là quá đẹp. Có nhiều xe ha, đi 70 mấy ngàn cây nhưng mà chủ xe giữ để trong mát nhiều á thì chiếc xe nó rất là đẹp. Đó. Còn về đối với xe Innova mà đi 7 mấy ngàn chưa phải là CJ đâu quý vị ạ. Đi 400.000 cây. Cụm đèn pha trước phải đây quý vị. Vị thấy không? Học lìa thật chậm cho mày xem ha. Ga lăng nè, đèn mung. Logo. Rồi coi đèn báo rẽ và đèn sương mù. Coi phần gầm luôn quý vị ạ, phần gầm xe nè. Đó là một gói Maruguri của Toyota Tân Cảng, sạch sẽ, bóng bẩy. Mua quý vị mua về chỉ việc sử dụng thôi, bên học đã bảo dưỡng, thay nhớt, thay dầu động cơ nè, rồi kiểm tra tất cả các dầu còn lại. Nếu như cái dầu nào không còn được sử dụng nữa thì bên học sẽ thay, quý vị không cần phải trả thêm chi phí nha quý vị. Bên học đã kiểm tra xe lực phanh, rồi nồng độ khí xả, rồi góc chiếu sáng của đèn, âm thanh còi. Nói chung là 176 hạng mục, hầu như là những cái tính năng nào liên quan đến an toàn của người đi đường hoặc là người tham gia giao thông thì chiếc xe này đã hoàn thiện hầu như là triệt để quý vị ạ. Rồi vậy những cái lằn mối của những cái giáp cản ha. Mâm nè. Mâm này là mâm zin. Chưa sơn lại. Niêm hạn vỏ là tầng thứ 38 năm 2018. Vỏ zin luôn nha các bạn, 71.000. Vỏ trước phải là zin nè, học đánh giá là zin. Ba đờ sóc. Rồi chúng ta xem cái phần keo chỉ, phần cấp lô cửa trước phải luôn nha quý vị.
keo chỉ. Túp lô. Sẵn tiện ở đây mình coi luôn phần nội thất. Đây vậy. Cái này là hộc để nước suối lạnh ha. Còn đây là để đồ đây quý vị, đừng có bỏ nhầm điện thoại vào đây ha. Cái này là cái giắc, cái giắc USB của cái đầu DVD. Ghế da 5D. Ghế da 5D quý vị ơi. Ủa xe này hình như là 51.000 chứ không phải 71.000, hầu như là đọc lộn quá quý vị ạ. Học đọc 71.000 hình như nhầm. Để học xem. 71.000. 71.000 chính xác rồi, học nhớ không nhầm. Đây bảng anh kia, anh quản lý anh ghi sai rồi. Đây, xe Eco Mode Power Mode. Có chống trơn trượt nha các bạn. 2018 thì nó có cân bằng điện tử. 7 tua khí đây này. Đây nè. Có thêm nè, 1 nè. 2 nè. Rồi ở phía sau. Ở phía sau đây quý vị. Đó, tua khí ha. Còn mà xe 2017 thì nó chỉ có 3 tua khí thôi. Chứ lại đầu 2018 nó chỉ có ở đây, đầu gối. Chứ lại ở đây. Đó. Ghế da 5D rất đẹp quý vị ạ. Xe này mua về chỉ việc sử dụng thôi. Nếu quý vị nào thích viền che mưa thì học có thể tặng cho quý vị viền che mưa luôn. Nên là gắn thêm cái viền che mưa nó để khi nhiều khi mưa lầm rầm mình hí hí cái kiến mình lấy dấu ngoài thì nó hay hơn. Đó. Túp lô cửa. Nói chung xe này cũng hết ý rồi quý vị ơi. Xe này hình như là mấy rài học học mà không để ý tới luôn á. Nó về cũng 3-4 ngày đó, làm maru xe này cũng nhanh. Đó. Hôm nay vừa ra không có nhớ rồi. Hôm nay không có coi tồn kho, quay cho cô chú anh chị nhiều clip đánh giá xe chi tiết. Ở ghế 5D rất đẹp. Đó, cái sàn thì bao sạch nha. Sàn thì có lót sàn cho quý vị nè. Quý vị coi những cái phần dưới ghế nè ha. Đó. Innova G. À, Innova E 2018. Quên quý vị, đây một cái phần ngoài thất cụm đèn lái. Kim cách nhiệt. Cụm đèn lái sau phải, đèn lái sau trái. Nói chung là không có gì bất thường quý vị, ngoài cái độ mới của nó thôi, rất là mới. Khởi từ đâu? Cái này thì để lắp vào đây. Này để lắp vào đây quý vị. Vậy là đúng 8 chỗ ha. Đó thì đúng 8 chỗ 3-3-2. Con đội này. Gọi vào túi đồ này mới tin quý vị ạ. Cái đồ người của Innova nằm đây nha quý vị. Đó, cái này là cái gói tựa đầu, hàng ghế thứ 3. Đó. Sẵn tiện đây mình cùng xem cái keo chỉ cốp luôn quý vị. Xe này thì cốp chưa tháo nè. Chưa tháo chứ nghĩa là cốp chưa sơn á. Nhiều khi cốp này tháo rồi chưa chắc xe là nó đụng nha quý vị. Nhiều khi chạy là bắt buộc phải tháo ra, tháo ra để sơn. Đó. Keo chỉ. Đi keo chỉ luôn nha quý vị. Rồi sẵn tiện đây thấy học lia cái máy xuống dưới gầm cho quý vị xem nha. Đây.
rất đẹp quý vị. Khoang nội thất và khoang động cơ làm theo gói Maruguri thì nó sẽ có những cái sự khác biệt rất là đặc biệt của Toyota Tăng Cảng nha quý vị. Chẳng hạn giống như nội thất thì đối với anh chị ở ngoài salon thì có thể là anh chị sẽ rửa thôi, còn bên học sẽ có là rửa, tách ẩm, diệt khuẩn, khử mùi, nói chung là làm có công nghệ Maruguri. Tất cả 100% sản phẩm ở Toyota Tăng Cảng đều làm, kể cả những chiếc xe mà đi 5-700 cây cũng phải làm. Đó, thì bên người Nhật người ta làm rất là chuẩn nha quý vị. Công ty Nhật thì làm mọi thứ, kể cả xe đi 1.000 giống như xe mà đi 180 cây của học á, khi mà học mua chiếc Hyundai Tucson á, giờ đây vẫn làm. Đó. 38/18 cũng là vỏ zin. Vỏ xe cô cũng là vỏ zin này, chắc chắn như vậy luôn. Gai gió còn châm chởm ha. Đây quý vị, sẵn tiện ngồi đây mà không chỉ này. Đây cũng có cái vè, nó cũng có cái keo ha. Cái này là cái keo zin đó. Quay đi em. Cam kết cho về luôn. Riêng xe này là chưa có một dấu nào phải gọi là làm đồng cả. Xe này là chỉ sơn thôi nhé quý vị. Theo như học quan sát nãy giờ hình như là có sơn cản trước nè, vè trước nè, rồi vè sau nè, bốn cái mâm zin rồi đó. Rồi chúng ta cùng ra khoang camera gear. Xem xe này có camera gear. Xe này chưa có camera gear vậy. Mình ra phía trước mình xem cái tiếng động cơ vậy. Coi thử ơi, cái xe này cái tiếng động cơ nó còn ngon không? Khi mà đứng cái động cơ đang nổ đấy quý vị. Đây, gói Maruguri. Sẵn tiện này mình coi hai con ốc cốp luôn nha quý vị. Hai ốc turbo chứ. Hiện tại thì học đang quay có một tay thôi, hơi rung nên quý vị thông cảm nha. Học buông cái máy xuống quay. ABS. Như cái động cơ mới à quý vị ạ. Dạ vâng, Thái Học xin nhắc lại sản phẩm này thêm cho cô chú một lần nữa nha. Innova xe 2018 đi được 71.000 cây. Màu trắng, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn, gửi da 5D, phim cách nhiệt đầy đủ cho cô chú anh chị. Xe bán chính hãng, có cam kết giấy chứng nhận của Toyota. Xe đi 71.000 cây, 4 cái giỏ zin, cả bánh xe cô cũng còn zin. Xe màu trắng rất đẹp. Với giá niêm yết tại đại lý Toyota Tăng Cảng 630 triệu đồng dành cho mẫu xe Innova E 2018 đi 71.000 cây, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, rất phù hợp cho cô chú anh chị nào sử dụng xe dịch vụ hoặc là xe gia đình mà chúng ta chạy thường xuyên, muốn tiết kiệm và có cảm giác lái sử dụng một chiếc xe số sang, thì đây là một lựa chọn đáng cân nhắc dành cho những xe mà thường xuyên đi nhiều người, 5 người, 7 người thì Innova phục vụ rất là tốt quý vị. Khoang trong bao la rộng rất là thoải mái. Vâng, một lần nữa Thái Học xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin cảm ơn, xin chào và xin hẹn gặp lại.